Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Hải Chiều nha. Thì ngày hôm nay Hải Chiều sẽ làm một video quay về cái dòng xe tải nhỏ và báo giá cho khách hàng. Khách hàng nào là đang có nhu cầu mà muốn mua một chiếc xe tải nhỏ để mình chạy hàng vào các đường đan hoặc là để mình lập nghiệp thì có thể liên hệ cho Hải Chiều để Hải Chiều tư vấn và báo giá cho khách hàng. Thì khách hàng nào mà đang muốn mà mua trả góp á, thì bên Chiều cũng hỗ trợ trả góp cho khách hàng nha. Thì hiện tại bây giờ á, khách hàng chỉ đưa trước đâu đó cho Hải Chiều khoảng là 25% giá trị xe thôi, phần còn lại là Hải Chiều sẽ hỗ trợ ngân hàng cho khách hàng từ 2 đến 7 năm đó. Thì khách hàng nào đang có nhu cầu thì có thể trực tiếp liên hệ cho Hải Chiều. Thì bây giờ Hải Chiều sẽ bắt đầu đi từ con xe SRM với số loại T20A. Con này á thì là với chiều dài thùng là 2m7, chiều ngang là 1m430 và chiều cao con này là thùng lẫn ha anh em. Đó, thùng lẫn thôi. Đó, con này thì thùng lẫn. Chiều cao của nó tầm 4 tấc nha anh em. Đó, 4 tấc. Thì con này hiện tại giá của nó là 215 triệu xe thùng lẫn như thế này. Đó, con này thì nó có màu trắng, màu xanh cho khách hàng lựa chọn. Đó, và con này nó đang có chương trình bọc ghế da, tặng camera hành trình, đó, màn hình cảm ứng cam lùi và bảo hành 5 năm 150.000 cây dành cho khách hàng mà đang muốn sử dụng. Khách hàng chỉ cần đưa trước đâu đó là 60 triệu thôi, phần còn lại là bên Chiều sẽ hỗ trợ phần ngân hàng cho khách hàng. Họ vay đến 2 đến 7 năm thì mỗi tháng trả đâu đó khoảng là tầm 4 triệu đó. Đối với dòng xe SRM thùng lẫn như thế này, bên cạnh con thùng lẫn là sẽ là một con SRM thùng bạc màu xanh luôn. Con này thì giá nó sẽ cao hơn con thùng lẫn là khoảng 10 triệu, là giá nó là 225 triệu xe thùng lẫn như thùng bạc như thế này. Đó, cũng có bọc ghế da, màn hình cảm ứng cam lùi. Đó, rồi cũng đưa trước đâu đó khoảng 60 triệu, đó là nhận xe rồi. Thì hỗ trợ cũng 2 đến 7 năm, tháng đưa đâu đó khoảng là từ khoảng 4 triệu nha khách hàng. Đó, quý khách hàng. Con này thì thùng nó cũng dài là 2m7, chiều ngang là 1m430 và chiều cao là 1m4. Đó, bên này thì con này màu trắng cũng là thùng bạc luôn. Đó. Đây, tiếp theo thì đây là con Đông Ben. Con này thì là cũng là nhà máy Sinrai luôn, nhưng mà trong phân khúc là giá rẻ. Con này thì nó sẽ thùng nó sẽ ngắn hơn, thùng nó có khoảng là 2m5 thôi. Đó, thùng con này thì khoảng 2m5 thôi. Giá hiện tại con này á thì là 160 triệu xe thùng lẫn như thế này chưa giấy tờ đâu. Đó, còn mà anh em nào mà mới lập nghiệp thì có thể lựa chọn cái dòng này. Thì dòng này cũng có thùng lẫn, thùng kính và thùng bạc luôn cho khách hàng lựa chọn luôn. Nó cũng có màu xanh, màu trắng. Đó, thì con này thì anh em đưa trước khoảng là 50 triệu thôi, đưa ít hơn khoảng 50 triệu đó. Góp 2 đến 7 năm thì mỗi tháng đâu đó khoảng là 3 triệu. Đó, con này thì là xe chung phân khúc là giá rẻ nha. Đó, tiếp theo thì bên hông này là một, cũng là một con xe Đông Ben luôn. Con này là thùng bạc. Đó, con này thì giá nó là 170 triệu. Đó, 170 triệu nha khách hàng. 170 triệu cũng đưa đâu đó khoảng 50 triệu mỗi tháng, 2-7 năm mỗi tháng góp thì cũng là khoảng là 3 triệu. Đó, thì đây là những cái mẫu xe giúp cho anh em nào mà đang có nhu cầu cần xe tải để lập nghiệp thì có thể lựa chọn. Thì bên Chiều thì có tất cả rất nhiều dòng luôn. Jack nè, con này thì đang khuyến mãi 15 triệu tặng camera hành trình đối với loại xe thùng bạc. Đó, giá của nó giờ nó cũng 434 triệu thôi. Đây, con này thì 3,5 tấn cũng Jack luôn, cũng khuyến mãi 15 triệu tặng camera hành trình. Thì mấy con này ra được số rồi. Đó, hiện tại đang đợi ngân hàng giải ngân và để khách hàng lấy xe. Ở đây bên này là một con xe tải van. Đó, con này thì van 2 chỗ thôi nha. Con này van 2 chỗ thì hiện tại giá của nó là 264 triệu xe. Van 2 chỗ chưa giấy tờ, lăn bánh, anh em liên hệ trực tiếp cho Hải Chiều. Con này thì anh em đi đâu đó cũng khoảng là 60 triệu là nhận xe rồi. Đó, 60 triệu nhận xe. Đó, anh em nào mà đang có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho Hải Chiều. Số điện thoại Hải Chiều để bên dưới phần mô tả này thế này nè. Đó, từ bên Chiều thì dòng nào Chiều cũng có hết. Đó, chiên long 5 chân, Jack A5 5 chân. Đó, rồi Jack 2.4, rồi Isuzu, Hyundai, Hino, nói chung dòng gì Chiều cũng có.
À, hổ vô cũng có nè anh em. Đó, hổ vô nè, xe tải, xe đầu kéo, rồi chân long, xe tải, xe đầu kéo, phao xe tải, xe đầu kéo và đông phen xe tải, xe đầu kéo. Thì bên gì chiều thì gì cũng bán hết anh em. Đó, anh em có thể lựa chọn là một cái điểm tin cậy để mình mua xe. Đó, chiều cũng xin dừng video ở đây. Chiều có thu xe cũ, anh em nào đang có xe cũ thì cần bắt lại thì cứ liên hệ với Hải Chiều sẽ thu với giá cao và xuống tận nơi xem cho anh em nha. Chiều cũng xin dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở nhiều video tiếp theo.